Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nhân viên y tế bài lắc cùng ông trùm ma túy, ai là người bảo kê? Nếu như trong những giờ qua Triệu Quân Sự gây sốt mạng xã hội với màn vượt ngục lần 3, thì trong vụ án mới nhất ngày hôm nay, đối tượng bị bắt cũng khiến người ta phải ngã ngửa với lý do và cách thức trốn chạy không thể ngờ tới. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, cùng 9 bị can khác trong vụ buôn bán trái phép chất ma túy và bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hà Nội. Nguyễn Xuân Quý khai nhận bản thân là người bình thường nhưng lại thừa nhận giả làm bệnh nhân tâm thần để trốn tránh việc chấp hành bản án phạt tù của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì. Tuy điều trị bắt buộc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nhưng Quý lại là bệnh nhân VIP. Trong bệnh viện, ông trùm này thu thập các đàn em nghiện, cải tạo phòng điều trị thành phòng bay lắc để cho bạn bè, người thân đến thăm và một số nhân viên y tế như Vũ, Huệ, Hạt tổ chức tiệc ma túy. Hơn nữa, Quý vẫn thường xuyên được phép ra khỏi bệnh viện và nhập về một số lượng lớn ma túy, thuốc lắc từ một đối tượng tên Cường ở Nghệ An. Ngày 20 tháng 3 năm 2021, ông trùm Nguyễn Xuân Quý cùng đàn em ra ngoài bệnh viện chơi và tìm chỗ bay lắc. Cả nhóm lái xe đến khách sạn tại số 3 Vân Đồn, Quý chỉ đạo thuê 4 nhân viên nữ để mua vui với giá 20 triệu đồng. Khi cả nhóm đang cuồng nhiệt thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Quá trình lấy lời khai, Quý thừa nhận có đưa cho bác sĩ Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, mỗi tháng từ 6 triệu đến 10 triệu đồng để được tự do đi lại, sử dụng ma túy mà không bị ngăn cấm. Trái lại, phía bà Lưu lại phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý, khai nhận là không biết việc Quý tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại phòng bệnh. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Chuyện gì thế sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn những thông tin mới nhất trong những nội dung tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện gì thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!